Ê. Chào mọi người, nhưng vừa với anh Thủy chắc à, này cắt tóc đẹp phết đấy. Ôi, đẹp trai mà có nhiều đứa yêu. Hôm nay thầy Tốt sẽ thầy bây giờ phải có ngành ngành mới là thầy giáo Tốt Wi-Fi. Áo áo đẹp theo dạy chưa bao giờ. Em đi làm từ hôm nay có mấy cái áo giách, một áo nguyên, một áo giách. Hôm nay thầy Tốt sẽ dạy dạy các bạn về cách bấm cái đầu phát nhá. Này thầy bấm đi. Xin mối cái áo với Đức Nguyễn là bảo không phải cho, mẹ nó giách chết luôn. Thôi thầy bấm bấm vào đây rồi đo. Đầu phát đâu bấm? Hết rồi. À? Chứ lúc sáng anh cho một cái xong vào nhà kia bấm một cái làm còn. Dao tuốt anh nhỉ. Đây là dao của anh à? Không biết dao của em nhưng sao nó hôm trước còn vuốt được, hôm nay vuốt thì chắc hết mẹ rồi. Hết mẹ đầu phát rồi. Còn hai cái đây. Hôm nay thầy Tốt sẽ hướng dẫn các bạn bấm đầu phát nha. Đầu tiên là phải cắt tước đấy, tước phải dùng mồm để tước. Xong rồi tách cái lớp dây da cường ra. Còn lại mỗi cái sợi cáp thủy tinh thôi. Đấy, làm rất nhanh. Thầy phải hướng dẫn cẩn thận rồi chứ. Sau đấy thì các bạn này dùng cái kìm, đây là kìm kìm chuốt sợi quang nhá. Dao này tốt chứ gửi với anh ạ. Đây. Không được. Đây lần sau các bạn đừng có dùng kìm chuốt của thầy Tốt mà đi mà cắt cái cắt cái sợi thép nhá. Đây một cái lỗ rất tròn này. Các bạn này thì cắt cắt sợi thép như này thì hỏng hết cái kìm của thầy Tốt. Giờ cái đất không được rồi, mình chưa. Mỗi một cái kìm này của thầy là mất 200.000 đấy các bạn. Giờ chơi thế chơi được. Đây đây. Để em thực hiện nhá. Chơi kiểu này đốt vào lửa. Đây các bạn nhá. Đấy các bạn. Không được. Đây trước cắp quang thì các bạn phải hết sức bình tĩnh, các bạn không thể dùng sức mạnh được. Đấy, thầy Tốt ngày xưa cũng láo lắm ấy, từ ngày vào làm việc theo bây giờ đỡ hơn rồi. Nói cái gì à? Đây phải, đây phải rất nhẹ nhàng. Cái này cục tính mà lên tới tủ là hỏng hết việc đấy các bạn ạ. Hay thầy nhiều tiền đấy. Làm gì gấp? Ôi. Được rồi. Làm gì gấp tiền không nhỉ? À đây, hôm nay thầy Tốt sẽ dạy cho các bạn luôn là cái kiểu mà không cần phải dùng cái kìm này mà dùng cái bật lửa để đốt. Ở trong kia em có làm kìm đâu, em chơi bật lửa không. Lúc đấy, xong các bạn dùng cái dao cắt để cắt sợi quang nhá. Thầy dạo này cũng chuyên nghiệp phết đấy. Em nhồi gãy. Lại gãy à? Thôi cầm đi. Lên hình nó phải đẹp, thầy lại lên hình lại dạy các học sinh như này thì hỏng rồi. Chết. Đây là thầy Tốt Wi-Fi các bạn nhá. Hôm nào sẽ dành cho vài buổi để thầy giảng về Wi-Fi. Thầy này cũng kinh nghiệm 3-4 năm làm Wi-Fi rồi đấy. Đấy, chuyên nghiệp phết đấy. Cái này là thầy làm láo nhé các bạn nhé. Bạn đừng tin thầy. Các bạn phải dùng cái kìm. Ở đây là trường hợp các bạn không có kìm chuốt thôi. Kìm chuốt là gì anh? Các bạn mà làm như này thì hỏng đấy. Anh sao nó cứ ghét à? Thôi, đây cầm đi. Mẹ muộn rồi. Mẹ, trên kia nó làm sao ấy? Trên kia nó làm sao? Mẹ đứt đấy. Tí mà vào xin tiền thôi. Lại cặp văn em à? Văn được thầy thì kinh rồi. Đây, đừng có ấy. Mày kéo giữ thẳng nó ra này. Đấy. Thôi thế là đây là kìm của anh rồi.
Đấy. Cứ bảo kìm em đi. Đấy, cho nên thầy Tốt mới khuyên là các bạn không nên dùng cái kìm này để đi cắt dây cường lực nhá. Hỏng hết cái dạo kìm của thầy. Chưa, đấy em bảo kìm của em. Kìm tốt không bảo kìm tốt, chứ bảo kìm chuốt, ai biết kìm chuốt là gì. Cái này điểm nối hôm trước à? Hay không biết. Anh cắt từ đây xong à? Không, nó đứt hẳn rồi. Ui đéo được rồi, đi lại bốn mấy cơ. Đâu, cái này đâu phải điểm nối đó. Nối thì nó bị đứt ở trên kia đây. Nó bị đứt hết. Đứt hết à? Ừ. Ôi, vãi trưởng. Chắc bị phải thay hết đoạn này rồi. Mèo có gì? Chắc ăn rồi đấy. Đây gãy rồi. Lấy trong túi gì? Ừ. Lấy gãy rồi. Hết sạch rồi. Cái mấy còn nhiều lắm, nhưng cái hôm trước anh đưa cho nó gãy hết. Được có 2-3 cái thì... Tại em cứ gắn vào cho nó mới mới tí cho nó ngon ấy. Lúc chưa vào ông rút cái này đấy. Như này, rút cái này bánh tành luôn đấy. Có phải đồ của anh đâu, anh cứ ném đi anh. Rút thẳng cái này ra. Ừ. Ra đi luôn cả đầu cả con đấy mà. Đéo được cái nào vậy? Này là kìm của anh chứ không phải kìm của em. Kìm em bấm nó xuống là hở hở một xíu nha chứ. Dùng có dùng được đâu. Nên mua cái mới cho em rồi đấy. Ôi, thay lại hết đoạn này đi. Đây các bạn nhé, ở đây là không còn tín hiệu. Nên là các bạn phải thay lại hết này. Thầy Tốt là dạy như vậy. Nên các bạn phải thay từ đoạn này lên đoạn kia. Khổ lắm đây. Các bạn ạ. Đây. Đưa lại có người xin thuốc đấy. Biết rồi. Nhìn mặt dê dê rồi em biết rồi đấy. Đấy, thầy là thầy chỉ đạo là thay đoạn này rơi vào đâu? Một khoảng này, hai khoảng này, ba khoảng, bốn khoảng, năm khoảng. 5-4-20, 200 mét. Nó buồn. Cái đầu này là nó chạy sang hướng kia là tủ cáp này. Ô. 5-4-20, 7 lít. Ê, thầy Tốt thấy ở đoạn này cây kiếc nó hơi bị... Đoạn này cây nó làm trùng cái dây này, thầy bảo lên chặt. Thôi, theo lệnh thầy đi chặt thôi. Xin phép các cụ chặt mấy cái cành này nhá. Thôi, nó vướng... Vướng dây. Này cầm máy. Thầy cầm máy đi. Đây nha mọi người nhá. Đây hôm nay cho sếp lên leo cây vì lính ở dưới. Thế bảo đi lấy dao khác làm gì? Ui dạ. Chặt luôn cành đấy đi anh. Chặt mạnh vào cho đứt mấy dây lẻ kia kéo lại tiếp.
trượt. Đi đi nhanh lên bé. Mình sẽ đi xin nhan đường người ta qua. Đi vòng qua đi chị ơi. Bỏ xe đi em ơi. Hả? Cứ để đấy đi. Chúng xe anh, chúng xe em đừng lo. Đây xếp đây nhưng mà sao người đen quá sao mà không thấy ơi? Người anh đen quá sao không thấy. Xuống nhốt ra đây anh. Ôi cái này nó xếp mình đen quá sao giờ mới thấy mình ạ. Bỏ luôn cành đấy đi, xuống đi. Đây, trước mặt anh đây. Không chiếm được tên kia em đi quay à? Thằng à gì ấy? Ờ. Ui bậc thang kinh thế. Bậc thang xéo quá vậy. Rồi anh coi đi. Ê. Ôi, năm đêm hà lòng mắt, mắt buồn. Chặt luôn cành ở dưới đi anh. Cành chìa ra kìa. Này đi chặt cây thê cho điện lực nhá mọi người nhá. Vệt theo đi chặt cây thê cho điện lực. Được chưa? Rồi, ok đấy. Kéo vừa thôi là đứt 4 sợi kia nữa, lại khổ nữa. Hả? Đi treo mẹ đây nhỉ? Thầy nhỉ? Tí nữa treo lên trên kia. Ôi thầy dọn đi. Vai. Đây. Rào đây. Đây các bạn thấy thầy sáng suốt không? Đường này đường nó đi hơi nhiều xe to cho nên thầy tốt rồi thầy. Thầy là thầy bảo chặt đi để dây nó cao lên.
trong kia ông bái keo hẹn nó nhỉ. Được rồi. Sau đây thầy tốt sẽ dạy cho các bạn cách kéo dây nhé. Đấy thầy cuộn cao kìa, được rồi. Đúng rồi. Thầy nói chuẩn đấy. Từ trên kia. Bên kia. Ừ. Đủ. Thừa thoải mái. Đây các bạn này, dây nó làm đứt này. Bãi keo à. Một tháng sửa không biết bao nhiêu lần. Có 5 lần chứ mấy. Nếu mà hỏng nhiều như này thì sau này chỉ có ký biên bản với khách hàng để không duy trì được thuê bao. Đây này các bạn, rất là cao nhưng mà xe đây nó cũng rất là cao. Đấy, đi hết mức của cột, đi hết mức của cột rồi nhưng mà không ăn thua. Đấy, đi bên trên luôn này, dây điện. À đây rồi, phản ánh suốt rồi cho nên là bây giờ chứ mấy sếp ở trường gỗ này chuẩn bị trồng cột đây rồi. Alo, anh đang dưới lạc hương tí nó sụt lên. Ờ. Nhà không được nào? Bên cạnh nhá. Ông có bảo ông bảo wifi mà. Ui giời. Ờ thế lúc nào anh lên qua xem. Có. Sửa rồi. Vừa em sửa. Rồi. Đang dưới này nó đang đứt cáp. Ờ sửa. Tí nữa. Thế là đi thôi. Đấy. Thầy tốt bảo là thầy có cái áo dạo này hơi nghèo tí. Các em thông cảm nhá. Không, tí nữa mới ném qua. Thì ném quá cái cứng này có sao chứ. Không ạ, qua đó. Đấy. Các bạn thấy không? Thầy có cái áo cũng hơi tồi tàn tí. Nhà nghèo lắm, chỉ được có một tính chi mỗi cái áo xếp vào, không phải cho. Tôi đang bảo là ấy là dây quấn hết ngó nhà tôi hôm qua đứt, nhưng mà lần này. À vâng, vừa hôm qua vừa đứt ạ. Thầy ơi, thầy cho sang bên kia đây. thầy ơi sao lại đi ở dưới dây điện vậy? Thầy lần đầu tiên được lên truyền hình như sao ấy, ngại lắm. Đây ném qua đây. Qua đâu? Hai dây đấy thầy. À qua nghe mày nhìn. Thôi thôi đừng có quay, em ngại lắm. Đấy. Ở đoạn này thì lúc nãy thầy xin lỗi các bạn là lúc nãy cái đầu phát của thầy nó bị hỏng. Cho nên là thầy tốt đo tín hiệu là không có. Nhưng mà lúc nãy vừa mới kiếm được cái đầu phát mới cho nên đo cho nên là có tín hiệu các bạn nhé. Các bạn không phải thay lại đoạn đấy nữa. Không ấy lại thầy, các bạn lại đánh giá thầy tốt không làm được việc thì hỏng. Đây, mấy con ô tô đằng sau rồi.
Từ từ. Từ từ thấy ơi. Nó đi đường này ấy chứ. Nó đi vào cũng đéo tránh được đâu. Nó hình như nó đi thẳng ở đây ấy. Dọn xe anh nhé. Đấy các bạn nha, thầy thôi kia nó đi. Cứ đi đây anh ơi. Anh cứ đi đi, tí nữa em buộc lên. Đấy các bạn thấy thầy tốt sáng suốt chưa? Thầy bảo chặt mấy cành này đi xong tí kéo dây lên. Không ấy, xe này là ban đêm mà cứ đi là lại dính đấy. Thầy chuyên nghiệp đấy. Đến đây thôi. thầy bảo cắt dây nhé các bạn nhé. Ừ. Ây da. Thầy ơi, cho em mượn kìm cái. Vâng. Thầy chốt à? Không chốt làm gì? Ờ, cho thầy chốt đi. Đấy, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Em cắt cho, thầy không dùng quen kìm của em. Đấy, thầy lấy cái kìm mới em vừa mua đây. Thầy cứ bằn. Mình cứ giả vờ để bảo lấy kìm mới đây. À, thầy cho em mượn cái bật lửa cái. Để tí em khò đây mà. Anh kìm tốt đâu. Đấy kìm tốt em trong kia là tốt dưới đây. Ờ. Bật lửa ấy để đấy ra. Không, thầy cứ chốt cái đầu kia đi. Nhưng để cho em lấy một cái dây nữa chứ. Tí còn đầy tí dây. Cột cái kia. Cột đấy còn đầy dây đứt kia kìa. Thích dùng dây mới được không? Thôi, thầy biết tiết kiệm mà. Thầy cứ phá như này chết. Đấy, thầy bảo thầy tốt bảo các bạn dùng dây mới nhưng mà tôi khuyên các bạn không nên dùng dây mới nhá. Bởi vì mình còn rất nhiều dây đứt. Nếu mà dây không đứt các bạn cứ cắt cho đứt. Đây. Đây là cái diệp quang của thầy tốt này các bạn này. Phun phụ kiện luôn. Phun phụ kiện lắm. Đây các bạn ướm vào đây. Đếm đếm người mũi tanh. Đây. Đây là cái kim chuốt của thầy à? Dạ. Hả? Dạ. Đúng không? Từ từ đã anh. Không. Lên cột thì thầy cứ kéo cho nó xa xa ra. Cứ để cho nó đạp đi. Phải không? Không phải đúng không? Quay đoạn này em đẳng cấp nè.
Đây này, thầy là chuyên gia treo cột, quên không hướng dẫn cho các bạn. Đấy, thầy trèo chuyên nghiệp vậy. Hình như có tô đi vào hay sao á. Anh bỏ chỗ đấy ra thì nhìn xem không thì kéo sao lần đi luôn đó nhá. Không phải đâu. Đi từ từ thôi. Tốt đấy. Ê, đi tắt tắt đó. Mày phải để hạ dây như này xuống chứ. Mẹ đéo ai làm thế. Cho đạp thoải mái. Ôi, xong rồi anh ơi. Xong rồi xuống. Các bạn thấy công việc của thầy vất vả không? Đấy. Hôm trước thì thầy xuống đây thầy xin được có đâu 400. Hôm nay thầy móm. Đấy, các bạn không ủng hộ thầy thì chết đấy. Hôm trước thì công ty này cho 400. Cho 200 thầy văn được. Hôm trước công ty này cho 200, thầy văn được 200 nó thành 400. Thầy ra chia cho học trò được đúng 200. Thầy bảo công thầy hot. Thầy hot kinh thật. Thầy lừa. Không nên lèo nó xuống được tiếp theo đó. Đấy mọi người nhá, thì cái video sắp kết thúc rồi. Cái nối cáp quang này cũng đơn giản thôi, thì mọi người chỉ cần có đồ là sẽ nối được. Nếu mà mọi người không có diệp quang hoặc là máy hàn thì mọi người sử dụng cái đầu phát. Nhưng mà cái đầu phát thì nó không đảm bảo được cái chất lượng của đường mạng. Bởi vì sau một thời gian nó sẽ bị ngấm nước, cái sợi quang nó rất là giòn cho nên là nó sẽ hay bị suy hao ở đấy. Nó làm cho mạng nó làm cho mạng trở nên chập chờn, nhiều nhà nó bị như vậy chứ không phải một hai nhà. Cho nên nối bằng đầu cáp quang ấy thì nó không đảm bảo được cái tín hiệu. Cho nên mọi người phải sử dụng là diệp quang được cấp hoặc là diệp quang hoặc là máy hàn nhá. Máy hàn thì suy hao nó rất là nhỏ, diệp quang cũng vậy. Cho anh em chúng tôi thì mọi người ấn đăng ký bên dưới một nút like, một nút chia sẻ ở bên dưới giúp em với nhá. Chào tất cả mọi người. Thầy chào mọi người đi. Đấy. Chào đi. Chào tất cả anh em, mong anh em coi cho anh em chúng tôi nhá. Đấy. Rồi, chào mọi người nhá.